ta nói mỗi lần về quê mà không được ăn lòng khề nước dừa là nó thiếu gì đâu luôn á. Đợt này về thường xuyên nên là cũng không có đòi hỏi gì nhiều. Mà truyền thống nhà Tú thì mỗi ngày ăn cơm là cũng chịu khó là chế biến món này món kia á mấy bà. Thì hôm nay là mẹ đi chợ mua được 2 kg lòng heo về cho ba rửa nè. Mà nhà Tú có truyền thống hay lắm, mỗi lần làm lòng khề là ba phải rửa mới được. Tại vì cái công thức rửa chỉ có mình ba biết thôi. Rửa hồi nào giờ mấy chục năm rồi nên nó cũng lên tai á mấy bà. Mà cái bà lòng heo này rửa không có kỹ, không có biết rửa là nó hôi, ăn không có được. Bởi vậy là lý do tôi nói rửa lâu năm nó quen tay lại vậy á. Nhà mấy bà chuẩn bị vịt gà tới đâu rồi chứ nhà Tú là ấm rồi nha. Tết này là nhiêu vịt gà đó là phủ phê ba cái ngày Tết nha. Cái món lòng khìa này á, là lúc nào cũng phải có sả với nước dừa mấy bà. Mẹ tôi á, thì làm sả với tỏi là không có bằng nhuyễn nè. Bằng chơi chơi vậy á. Vậy chứ bỏ vô hồi nó cũng rã ra hết trơn nè. Mà xào nó thơm lắm luôn nha. Ta nói bữa nay bên ngoài á, trời mưa rầm rầm luôn, mẹ đang làm cái lòng khề nước dừa mà trong bụng tôi lại thèm cái món lẩu mắm mấy bà. Ta nói nó vô duyên dễ sợ luôn á. Mà cái lòng này mấy bà bỏ nước dừa vô nhớ nấu riu riu từ từ nó sắc lại nó mới ngon nghe. Trời tạnh mưa luôn rồi bả mới chín tới. Rồi giờ chuẩn bị mâm cơm lên rồi chuẩn bị mình xử bả thôi nè. Lòng này mình gói miếng ra mình chan miếng mắm ớt hồi sáng bánh xèo của mẹ còn dư hen. Ta nói quết miếng cơm vô. Rồi ta nói là không còn biết ông bà mình là tên gì luôn á. Rồi giờ để nhớ lại ông bà tên gì thì giờ mình gói thêm miếng rau sống mình quết thêm miếng nước mắm mình làm lần hai nè. Rồi lúc này là trí nhớ tôi nó về rồi nha mấy bà. Rồi tôi tạm biệt mấy bà nha. Hẹn mấy bà đến sau nha.